mới tuyển em tắc này về à, thì tắc bự hạ thổ luôn rồi đó. Còn đây là cây quýt à, mi căng, cây quýt mình mua cái loại giống này nè, ngon lắm, nó chua chua đó. Không phải là decoupon mà cái giống này nó, cái trái nó cũng giống decoupon nhưng mà nó chua hơn. Decoupon nó vừa ngọt vừa chua đấy. Còn đây là cây cherry sacrambo của Nhật, 3 năm rồi nay nó ra được cành rồi đó. Trước nó mua mua chỉ cái thân nó cỡ này à, nó này cái nó ra được nhiều cành rồi nè, chờ mòn mỏi không biết khi nào có cherry đây. À, được 3 cây. Ốm tầm ốm tèo mua hồi từ năm rồi lận mà chưa có trồng xuống, để tới năm nay mới trồng. Mày chắc mau à, sang năm chắc cũng có trái à. Đây cuối năm nay, cuối năm nay có trái. Còn đây là cây hồng nè. À, cây hồng ra nụ rồi. Cây này nó có cây mà tàn lá mà không có trái, chặt bỏ như vậy à, cây ừ mê. Sắp tới có trái nhiều lắm đó nè, trái ừ mê à, được 3 gốc bự. Nó ra hoa nó rụng hết rồi à, bữa hoa đẹp lắm nè. Bà nội Mina nè, nó bự quá, bây giờ bà nội Mina mỗi ngày cưa cưa một chút nè để bỏ nè, nó bự quá, với lại nhà ít khi nào không có dùng tới ừ mê đó. Ủa này nó lâu năm lắm rồi đó nha, bà đốn nó, bà đốn từ từ. Cây này là cây hồng vuông nè, cây hồng này ngon lắm, cây hồng này nè. Cách đây 2 năm nó ra trái, hái được có mấy trái mà nó ngon cực kỳ luôn. Năm rồi không có trái, bỏ bù lăng bù lóc nó đó. Cái này chắc cũng lâu. Cây ừ mê này trời ơi, cổ thụ luôn đó, này đốn từ từ nè, đó. Bà nội Mina lại trồng thêm cái cây này. Được 2 năm rồi đó mà nó bự như này, cái thông nè. Cây này là để Tết đó. Ta cắt một nhánh, ta để chân nè, chân ở trước cửa nhà đó. Sắp có trái ừ mê rồi đó. Cái bên là miếng vườn trồng rau của người ta,